sau khi tỏ ý không hài lòng về chất lượng mặt sân tập Chao Eno Vong ngày hôm qua. Hôm nay, huấn luyện viên Park Hang-seo đã quyết định chuyển buổi tập thứ hai của đội tuyển Việt Nam sang sân bóng của trường Đại học Quốc gia Lào. Mặt sân ở đây chưa được như kỳ vọng, nhưng theo đánh giá của ban huấn luyện là mặt cỏ mềm hơn sân Chao Eno Vong. Khác với hôm qua, buổi tập hôm nay, phóng viên chỉ được tác nghiệp trong 15 phút đầu tiên và huấn luyện viên Park Hang-seo đã chỉ định đội trưởng Văn Quyết là người trả lời phỏng vấn báo chí. Sau vòng chung kết U23 châu Á cũng như là ASEAN vừa rồi thì cái sự kỳ vọng rất lớn của người hâm mộ toàn quốc đấy liệu có phải là một cái sức nặng với chúng ta hay không, và chúng ta làm thế nào để chúng ta thực hiện được cái điều mong mỏi của cả một dân tộc? Em cũng đã suy nghĩ về câu hỏi đấy và em nghĩ đấy là một câu hỏi rất hay. Vì quan điểm của em hiện tại bây giờ, những gì mà nói là kỳ tích, là thành tích thì đó là quá khứ. Bây giờ mình tiến vào hiện tại. Mình đã đạt được những gì thì mình cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để chứng minh được cái khả năng và cái sự tin tưởng của ban luyện cũng như người hâm mộ Việt Nam. Sau quãng thời gian này, toàn đội tập kín. Hiện tại, các cầu thủ đang có được trạng thái thể lực và tinh thần rất tốt, không có trường hợp chấn thương nào. Ngày mai, đội sẽ có buổi tập cuối cùng làm quen sân đấu chính tại sân vận động Quốc gia Lào.